lý nhất và nó hữu hiệu nhất thì chắc gì các thầy phải dạy. Còn cái sự hiểu biết sâu rộng thì mình không nói trước được, nhưng trong lòng thầy chỉ mong làm sao mà tới cái ngày mà hợp lại tất cả để báo được là bao nhiêu cái nguyện vọng thủy tán là bao nhiêu rồi như vân vân á, thì các vị mà hiểu được mà thống nhất một cái là bắt đầu thầy làm mừng, là lập đàn tràng rồi bắt đầu ấy, rồi bắt đầu làm việc ngay. Đó thì chỉ mong gì chỉ sợ là nó kéo dài. Ngày nào thì mình bắt đầu cho từng nhóm đi. Ngày mốt. Đáng lẽ là thầy muốn cho là ngày mai, nhưng mà tự vì sợ bây giờ tụng kinh xong xuống là mình phải nhóm họp lại để bàn cái cách tổ chức thật sự, kết hợp với chính quyền với là Phật giáo quận, làm sao hữu hiệu nhất, chốt lại một lần cuối cùng cho kỹ lưỡng. Là khi đó mà mình báo người ta thì nhiều khi ngày mai người ta đi làm, cho nên nó không kịp, mặc dù người ta rất là quan mang và trông chờ, nhưng mà thà mình chậm một ngày để cho mình báo, thì ngày mai là các thầy đã báo cho ngày mốt, bắt đầu ngày mốt mới chính thức. Như thế thì người ta vẫn có thể xin làm việc làm được. Đó thì cái ý của thầy vậy. Làm suốt như vậy dự trù có thể là chỉ mấy ngày thôi, là tự vì là cứ tính là 8 giờ cho tới là 11 giờ là coi như là một đợt, như thế là 10 người, nửa tiếng là 10 người. Như thế thì là trong một ngày như vậy là mình có thể là được 100 mấy. Thì một ngày 100 mấy như thế thì trong vòng một tuần, trễ lắm là một tuần. Tại vì mình phải trừ hao, ví dụ như cơ bản là mình phải cho mỗi người đại diện chỉ một người thôi. Cho dù người ta muốn xin 2 người, 3 người thì mình xin ghi nhận và để sau cùng hết, để cho nó đỡ ách tắc. Tại vì người này cũng xin 2 người, người kia 3 người, cho người này được, người kia không được, nó mệt lắm. Cho nên cái đó là cái mình phải là quân bình. Riêng những người mà yêu cầu 2 người, 3 người, 5 người vậy thì mình sẽ để sau cùng. Thì lúc đó là không còn ai, thì lúc đó mình sẽ vô thời gian đó. Tại vì thầy có tính vậy, ví dụ như một người đó là năm hài, một người là có năm hài cốt, người ta tìm không ra hoặc người ta tìm không kịp, trong đó thì gia giảm, thì có tính như thế là gia giảm. Ví dụ trong 10 người đó thì còn 9 người lên hết rồi, còn một người mà tới giờ mà phải lên, nếu không có thì có thể là mình du di cho họ ở lại họ tìm, để nhưng mà cũng không tránh cái vấn đề mà cái đợt 2 người ta vào không có bị ách tắc. Nhưng mà các vị thì cũng có góp ý là thôi cái đó là để người bắt đầu ai mà yêu cầu 2 người hay 3 người di xuống cùng lúc thì cho phía sau hết. Cho nên thầy muốn chiều nay chốt tất cả lại để coi ý như thế nào. Chứ còn các thầy không ai làm khó dễ đâu. Nhưng mà có điều là bảo quản cái cốt cho thật nghiêm túc, và ai cũng muốn lợi cho mình, nhưng mà nhiều khi lợi mình mà lại hại cho người thân nhân khác, thì đó là cái không nên. Cho nên các thầy rất là tâm huyết để làm sao cố gắng làm cái điều tốt nhất để làm được. Như vậy cái nghi thức sắp tới đây, thầy có thể nói sơ qua cho anh em báo chí truyền thông tay về cái nghi thức mình có thể như là sáng tịnh như thế nào, cái sắp tới nói sơ cái đó. Ở đây thì là ngày hôm nay á, là sau khi mà trong mấy ngày qua mình để sửa chữa thì nó bị lạnh tanh cái chỗ nơi thờ phượng, thì bây giờ mình lập lại thì mình phải có cái sự mà sái tịnh và an ổn hết tất cả trong linh vào, và mình làm lại trật tự tương đối, bây giờ là tương đối thôi, để nhang đèn rồi bông hoa trái cây để mình tụng kinh. Ngày hôm nay tụng kinh là mục đích đó, là thứ nhất là an vị cho cái này, sẽ để giờ thức để nó bị ảnh hưởng tụi em không? Không ạ. Không biết nó chui được chưa? Thì cái hài cốt, cho nên là trong khi các hòa thượng sái tịnh và nguyện hương tụng kinh thì thầy cũng phải đi khấn từng một cái trụ hoa sen một. Thứ nhất là trước mắt là sám hối Phật, rồi sau đó là phải cầu nguyện cầu siêu cho các hương linh, và cũng mong các hương linh phù hộ cho tất cả người thân của mình, và cũng cầu cho tất cả thân nhân có một năng lượng mà đủ một cái tâm chân thành, để khi mà tìm hài cốt nó được yên ổn và được sự việc nó mau sớm thành tựu. Thì cái ước nguyện như thế, thì trong buổi trường kinh hôm nay là như vậy. Sau khi mà tất cả mọi người mà xuống dưới mà nhận dạng hết rồi, thì cái bước tế tiếp là các thầy mời tất cả thân nhân đã có hết rồi, sau khi tổng hợp các nguyện vọng á, mời hỏi ý kiến. Cho nên thầy cũng nói đi nói lại rất nhiều lần, ví dụ những người mà đã nhận được hài cốt có hình có ảnh thì quá dễ cho mình. Thì lúc đó là ai muốn để ở chùa thì để ai muốn đi, ai muốn mà đi thì mình sẽ gửi cái cốt đến Vĩnh Nghiêm như hôm bữa ban đầu thầy nói, nếu họ muốn, còn nếu họ không muốn họ gửi đi đâu thì quyền của họ. Nhưng khi mà gửi đi lấy đi thì có cái lễ tụng kinh để mà thỉnh cái cốt đó đi nơi khác. Nó lễ, tất cả mọi thứ đều phải có ghi lễ của Phật giáo tâm linh và đúng theo truyền thống của Việt Nam mình. Còn đó cái dạng đó thì quá dễ.
còn cái thầy hơi lo lắng cái nặng chịu nhất trong lòng thầy là những cái cốt mà không có hình không có ảnh á thì nó có nhiều cái ý của những người đó thủy táng rồi đúc tượng Phật Phật giả là cắt hết tên của người thân đó lên trên bảng vàng vì cốt vẫn để nguyên. Thầy rất mong là tất cả các thân nhân làm sao cố gắng cùng một hướng thôi. Đó, cái đó là cái rất là mong. Sau khi mà cùng một hướng như thế thì quá nhanh cho chúng ta là cái diễm phúc của mình. Sau đó là chúng ta phải thực hiện và lập đàn tràng để cầu siêu độ bạc độ đại chứng tế, đại tài đàn chứng tế làm lớn ấy, là đích thân ban trị sự Phật giáo thành phố tổ chức và phối hợp với ban trị sự Phật giáo quận Gò Vấp và chùa Kỳ Quang long trọng tổ chức mời tất cả thân nhân về để dự cầu siêu 3 ngày. Trì chú và thỉnh các hòa thượng lớn về chứng minh sái tịnh lại một lần nữa để cầu nguyện năng lực của tăng đoàn mấy chục vị tăng thỉnh về năng lực tu hành nó sẽ cảm ứng được tất cả vong linh và thân nhân cũng được nhiều công đức xóa hết những cái quá khứ đi để mình làm lại từ đầu. Đó thì tâm nguyện của thầy là như vậy. Rồi thầy phải đứng trước sau cái buổi đó xong rồi đứng trước một lần nữa xin lỗi và cảm ơn tất cả chư tôn đức cũng như là chính quyền các cấp và nhất là các vị thân nhân đã hiểu ủng hộ thông cảm. Đó là cái tâm nguyện ngày cuối cùng thầy muốn mong là như vậy. Cho nên là thầy chỉ cần các thân nhân hiểu được cho mình và thống nhất cái đó là cái khó nhất của mình. Và hoặc là những người mà sau này xuống không thấy hình cũng không thấy cốt thì cái đó là đều phải đưa lên trên cái tên hết. Thì nó không có cốt tìm mà không thấy cốt hay là mà thật ra cái dạng này không có nhưng mà mình cũng phải đưa ra bất cứ cái gì cũng vậy, nếu mà không thấy hình mà cũng không nhận dạng cốt tự nhiên mình đâu có nhận dạng đâu mà biết đó, thì tất cả thì mong muốn là đưa lên trên cái bảng vàng thì thầy thấy rất là hợp lý. Còn nếu như mà đúc tượng Phật á thì nó cũng người này người nọ người ta chưa hiểu đạo thì cái đó là mức cao hơn về mặt suy nghĩ thì chỉ dành cho những người hiểu đạo mới cảm nhận được thôi. Còn nhiều khi dân thường người ta không hiểu, ta cứ nghĩ thế này nọ thì nó cũng hơi phiền. Cho nên thì nhưng mà chỉ đạo của thành hội cũng thêm ý vào thì mình nói. Chứ đó là dành cho những người mà hiểu đạo thì thấy đó là hay nhất trong tất cả các ý á. Tự vì thì thật ra là bà con ai cũng muốn gửi chùa là muốn giải thoát cho ông bà mình về với Phật hết. Mà thì cái ý đó là những cái hài cốt mà không có tên á thì các thầy định là cứ mỗi hài cốt là bỏ bọc ni lông mà ấy gọi là hút chân không á, thì đúc tượng Phật thì bỏ trong cái khoảng trống á, trong lòng của Phật, có nghĩa là tổ tiên của mình đều nằm ở trong lòng Phật hết và gần gũi Phật rồi. Đối với mặt tâm linh cảm nhận và đức Phật đó chỉ là đúc và phải thờ ngay tại chỗ giảng đường của cốt thôi chứ không phải là thờ kia cho tất cả mọi người thờ được. Thì tới đó là cái tâm nguyện, cái lý trí á, nhưng mà cái còn cái bình dân quân bình cho tất cả mọi người có thể khả thi được thì thầy chỉ thấy là tên hương linh được đặt trên bảng vàng và các cụ cốt không có tên tuổi nên để ở chỗ đó như thế. Thì khi mà mình khấn nguyện tên thì mình trong hũ cốt nó đều có thân nhân của mình hết, nhưng mình không xác định ở đâu ở người nào thôi thì đó cũng là một cái hợp lý nhất. Thì đó là vậy thôi, thì tất cả là nói cho tất cả mọi người là cái hướng mà như vậy. Mình chuẩn bị làm dạ dạ để các hòa thượng sớm thì không là cũng là do thân nhân hiểu được thông cảm được và nhìn xa được thấy gì lợi nhất để chọn thì đó là cái điều mong muốn có thì nói rất nhiều lần rồi thì tốt không có nghĩa là bây giờ là khi nào mà vô hết coi như tâm nguyện ta coi như sau khi ta vô ta thấy được là ta nghĩ được hạnh tốt hay không mà như thế nào thì ta có cái nguyện vọng để các thầy tập hợp hết tất cả nguyện vọng để đồng mời toàn bộ các nhân viên thân nhân về đó rồi xin ý ở mình nói hết như thế đó bắt đầu cũng phi hết thì không là cũng là do thân nhân hiểu được thông cảm được và nhìn xa được thấy gì lợi nhất để chọn thì đó là cái điều mong muốn có thì nói rất nhiều lần rồi không có nghĩa là bây giờ là khi nào mà vô hết coi như tâm nguyện ta coi như sau khi ta vô ta thấy được là ta nhận được hạnh cốt hay không mà như thế nào thì ta có cái nguyện vọng để các thầy tập hợp hết tất cả nguyện vọng để đồng mời toàn bộ các nhân viên thân nhân về đó rồi xin ý mình nói hết như thế đó bắt đầu cũng khuyên không là cũng là do thân nhân hiểu được thông cảm được và nhìn xa được thấy gì lợi nhất để chọn thì đó là cái điều mong muốn có thì nói rất nhiều lần rồi thì
tốt hơn không? Có nghĩa là bây giờ á, là khi nào mà vô hết coi như tâm nguyện ta á, coi như sau khi ta vô ta thấy được là ta nghĩ được thầy tốt hay không mà như thế nào thì ta có cái nguyện vọng để các thầy tập hợp hết tất cả nguyện vọng để đồng mời toàn bộ các nhân viên thân nhân về đó rồi xin ý, mình nói hết như thế đó bắt đầu cũng khuyên tất